em mở siêu siêu rồi. Siêu chưa? Dạ rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhanh tay selling livestream và ba rút bất kỳ ạ. Selling livestream và ba rút bất kỳ các chị và các bạn ơi. Ok, cũng không phải mờ mà cái chữ nó thì hơi nhạt á. Và câu hỏi cho minigame ngày hôm nay là quả gì có nhiều muối ạ? Và các chị và các bạn, nào biết thì mình nhanh tay comment cho em nha. Comment cho em để mình cùng nhau săn một combo bao gồm áo sơ mi và chân váy không đồng các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nào biết thì mình nhanh tay comment cho em nữa nha. Ok, chào Võ Ngọc Thảo. Chào các bạn, các chị mới vào nha các chị ơi. Các chị và các bạn ơi, mới vào thì mình nhanh tay tương tác với shop bằng cách chia sẻ livestream vào ba rất bất kỳ nha các chị và các bạn ơi. Quả mít rồi, mình đã thấy những câu trả lời đầu tiên của các chị và các bạn rồi. Dạ rồi, Bảo Trâm với đáp án quả mít vẫn chưa phải đáp án của mình nè. Võ Ngọc Thảo, quả mít vẫn chưa phải đáp án của mình các chị và các bạn nha. Và các chị và các bạn ơi, đáp án nào trùng với đáp án của shop thì chị đó, bạn đó sẽ là chủ nhân của minigame trong ngày hôm nay nha. Rồi các chị và các bạn cùng nhau comment cho em nha. Mờ lắm hả? Mờ vượt cờ. Ok Thu Thủy ơi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại kết nối internet cho các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn nào có mờ thì comment cho em biết nha. Còn ok thì comment cho em biết nha. Rõ thì comment ok cho em biết nha. Rồi quả bưởi vẫn chưa phải đáp án của mình. Chào Băng Hò nha. Chào các chị và các bạn mới vào ạ. Xe liền ba rút cho em các chị và các bạn nha. Câu hỏi ngày hôm nay là quả gì có nhiều muối nha các chị và các bạn. Các chị và các bạn ơi, câu hỏi cực kỳ dễ luôn các chị và các bạn. Chị ơi, có tô đỏ hơn được không chị? Nó bị mờ á chị. Các chị và các bạn ơi, mờ quá à. Xin chào Trúc Hy. Hello mọi người, các chị và các bạn ơi, bị mờ quá hả các chị và các bạn ơi? Cứ từ từ nha. Có thể do mạng á. Rồi các chị và các bạn ơi, quả gì có nhiều muối tờ giấy mờ đó? Ok chị Thu Thủy à, tờ giấy bị mờ à. Ok, bây giờ em sẽ đổi một tờ giấy khác. Câu hỏi vẫn là quả gì có nhiều muối nha các chị và các bạn ơi. Quả gì có nhiều muối đây, xe liền ba rút cho em nha. Xe liền ba rút nha các chị và các bạn ơi. Và các chị và các bạn nào đã xe rồi thì comment cho em biết nha. Quả gì có nhiều muối là câu hỏi cho mini game ngày hôm nay nha. Và các chị và các bạn ơi, xe liền ba rút sau đó trả lời cho câu hỏi quả gì có nhiều muối ạ. Rồi các chị và các bạn nào có câu trả lời rồi, quả bưởi chưa đúng các chị và các bạn ơi, chưa phải câu trả lời câu hỏi của em nha. Rồi Linh Phạm, quả bưởi chưa phải nha. Rồi Hồng Đoan, quả sầu riêng vẫn chưa phải câu hỏi, vẫn chưa phải câu trả lời của shop các chị và các bạn nha. Quả đất vẫn chưa phải là câu trả lời của shop nha. Quả cam vẫn chưa phải câu trả lời của shop. Trần Thị Thanh Hương với quả quýt chưa phải là câu trả lời của shop nha. Bảo Trâm, quả quýt vẫn chưa phải câu trả lời của shop à. Quả chanh vẫn chưa phải câu trả lời của shop nha các chị và các bạn. Quả này rất quen thuộc nha. Rồi Trang Xô, quả mít vẫn chưa phải câu trả lời của shop các chị và các bạn nha. Quả tóc vẫn chưa phải à. Quả mít. Chào Lê Trang, quả bụng hà, quả bụng chưa phải các chị và các bạn nha. Quả bụng một đáp án rất là dễ thương luôn. Rồi quả mít, ok, chưa phải đâu các bạn và các chị ơi. Xin chào các chị và các bạn mới vào nha. Câu hỏi gì lạ thế em? Câu hỏi là gì thế em? Câu hỏi là quả gì có nhiều muối nha các chị và các bạn nha. Rồi gợi ý, em lên 200 view mình sẽ bắt đầu gợi ý nha. Gợi ý liền các chị và các bạn ơi, 200 view nha. Hôm trước mình trúng minigame nhưng chưa thấy shop gửi quà. Đặng Phan Tường Quay inbox cho mình liền nha các chị và các bạn ơi. Inbox cho mình để mình gửi mã bưu điện nha. Để mình bạn kiểm tra nha. Để bạn kiểm tra là đã đi tới đâu rồi các chị và các bạn nha. Rồi Võ Ngọc Thảo, quả cam, quả tim, quả dứa vẫn chưa phải đâu à. Quả dứa chưa phải nha. Quả đấm chưa phải các chị và các bạn ơi. Rất là nhiều câu trả lời sáng tạo nhưng vẫn chưa phải đáp án của mình. Quả mông cục chưa phải à. Quả sake, áo chị mặc có màu trắng không à. Áo chị mặc chỉ có màu xanh thôi nha. Chỉ có màu xanh và đi kèm với một chiếc quần nâu như vậy, rất xinh, quần váy nâu. Một xíu nữa chị sẽ nói giá nha. Các chị và các bạn ơi, một câu hỏi rất là dễ cho minigame ngày hôm nay. Quả mít chưa phải đáp án của mình. Em tiết lộ nha, những cái quả gì mà em đã đọc không phải là đáp án của mình á thì các chị và các bạn nên bỏ qua. Mình trả lời cho câu, mình có câu trả lời khác các chị và các bạn nha. Quả thốt nốt vẫn chưa phải đáp án của mình. Quả câu vẫn chưa phải, quả khế chưa phải, quả na chưa phải ạ. Quả gì có nhiều muối? Xe liền ba rút các chị và các bạn nha. Xe liền ba rút bất kỳ nha. Rồi các chị và các bạn nào đã có câu trả lời rồi thì mình nhanh tay comment cho em biết nha. Quả dừa nước vẫn chưa phải à. Quả nhầu chưa phải. Quả măng cụt chưa phải. Quả dâu chưa phải à. Quả khế vẫn chưa phải nha.
các chị và các bạn ơi, em nhắc lại câu hỏi quả gì có nhiều muối. Một câu hỏi rất là dễ, quả bưởi. Quả bưởi cũng chưa phải nha các chị và các bạn ơi, quả khế chưa phải. Em muốn mua một bộ đang mặc một tí bàn hoa ban trắng rồi, một tí nữa mình cùng nhau chờ nha. Minigame mình sắp qua rồi các chị và các bạn ơi, mình chuẩn bị qua minigame rồi. Em chuẩn bị gợi ý cho mình nha, cái quả mà mình, quả đáp án của mình, à, đáp án mà cho câu trả lời này sẽ gồm có hai từ, bao gồm từ quả rồi các chị và các bạn nha. Bao gồm từ quả là có hai từ nha. Và các chị và các bạn nhanh tay nha, nhanh tay nha. Lên view nữa em sẽ gợi ý tiếp cho mình nha. Và các chị và các bạn ơi, đừng quên sau chương trình minigame, combo của em sẽ được bán với giá 99.000, bao gồm áo sơ mi và chân váy các chị và các bạn nha. Áo sơ mi và chân váy quần 99.000 thôi. Và xíu nữa mình cùng nhau sang cái set mà em đang mặc chỉ với 99.000 nha. Rồi quả sake chưa phải, quả không chưa phải, quả cà chua chưa phải, quả na vẫn chưa phải các chị và các bạn nha. Quả lé hả? Quả lê chưa phải các chị và các bạn ơi, quả táo vẫn chưa phải nha. Rồi các chị và các bạn nào đã thấy em rồi thì mình nhanh tay comment đáp án các chị và các bạn nha. Sẽ liền vào rút và comment đáp án. Quả bong bong vẫn chưa phải nha, quả cầu vẫn chưa phải à, quả lù, quả quả đấm vẫn chưa phải à, quả cam vẫn chưa phải nha, quả quýt vẫn chưa phải nha các chị và các bạn ơi. Rồi quả chanh mình vẫn chưa phải nha. Các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment nếu các chị và các bạn đoán được đáp án của mình là gì nha. Quả bưởi, quả mít. Rồi bây giờ em sẽ gợi ý nha. Đây, quả này có hai chữ bao gồm chữ quả và chữ đầu tiên là chữ B nha các chị và các bạn ơi. Chữ B sau chữ quả là một chữ B nha. Qua sau chữ quả là một chữ B à. Sau chữ quả sẽ có một chữ B à. B bò nha các chị và các bạn ơi. B bò nha. Một chữ B bò sau chữ quả. Đây là quả gì mà có rất nhiều muối và chữ B bò sau chữ quả các chị và các bạn. Xe liền ba nhóm để mình cùng nhau chơi mini game nha các chị các bạn ơi. Rồi quả bưởi vẫn chưa phải đâu à. Quả bí chưa phải nha, quả báo chưa phải nha. Quả bưởi chưa phải, quả không chưa phải à. Chữ B bò mọi người ơi, quả bơ chưa phải à. Quả gì đây chữ B bò các chị và các bạn. Quả báo chưa phải đâu à. Rồi okay. Và mình xin chúc mừng một bạn Phạm Ngọc Anh với đáp án quả bông. Bạn đã là người chiến thắng trong mini game này nha bạn Phạm Ngọc Anh ơi. Quả bông là đáp án của mình trong ngày hôm nay. Một mình duy nhất bạn trả lời quả bông nha. Và chúc mừng Phạm Ngọc Anh, inbox địa chỉ kèm số điện thoại để mình gửi quà cho các chị và các bạn nha. Và combo đầu tiên mở đầu cho combo em đang mặc, đó là một chiếc áo sơ mi xanh đi kèm với một cái chân váy nâu có quần bên trong nha các chị và các bạn nha. Và mini game của em đã kết thúc rồi, đã có bạn chiến thắng hồi nãy em đã nêu tên nha các chị các bạn. Bây giờ mình tiếp tục với săn một cái combo như em đang mặc, bao gồm áo sơ mi và chân váy quần các chị và các bạn nha. Áo sơ mi và chân váy quần đây các chị và các bạn chỉ có giá là 99.000, từ 250.000 chỉ còn 99.000 nha. Và các chị và các bạn nào muốn chốt combo này comment cho em mã là A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, lưu ý mua 2 combo bất kỳ để có giá 99.000 mỗi combo nha. Quả bông và đáp án của mình trong ngày hôm nay nha. Comment cho mình A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt sản phẩm đầu tiên, combo đầu tiên của mình trong ngày hôm nay nha. 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Mỗi combo sẽ có giá 99.000 thôi các chị và các bạn nha. Mua một combo duy nhất sẽ có giá là 129.000 ạ. Rồi mẫu cao bao nhiêu? Em cao 1m55 thôi các chị và các bạn ơi. Nhưng mặc lên những cái bộ đồ này auto cao các chị và các bạn nha. Và cái này là chân váy quần nên các chị và các bạn có dáng người thấp thì mình cũng đừng lo nha. Comment A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi em chốt cho Phương Nhung. Phương Nhung ơi cho em địa chỉ nha. Rồi em chốt cho Ngọc Thảo. Chốt cho Ngọc Thảo nha. Ngọc Thảo. Ok, Ngọc Thảo có địa chỉ rồi. Em inbox qua rồi ạ. Quà là gì? Ok Phạm Ngọc Anh nha. Quà là gì mình tiết lộ sau nha. Có áo sơ mi khác không? Các chị và các bạn hài lòng với sự lựa chọn, hài lòng với sự kết hợp này thì comment A1 và sự kết A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Combo này bao nhiêu ký thì vừa, dưới 55 kg các chị và các bạn nha, dưới 55 kg nha. Em chốt cho chị Loan Nguyễn nha. Rồi em chốt cho chị Loan Nguyễn với combo A1. Em chốt cho chị Mỹ Hạnh combo A1 nha. Chị Mỹ Hạnh ơi cho em địa chỉ luôn nha. Rồi em chốt cho chị Quỳnh Nhi. Chị Quỳnh Nhi ok, chị Quỳnh Nhi đã đầy đủ rồi. Các chị và các bạn ơi, chốt hàng A1 kèm địa chỉ kèm số điện thoại để em chốt cho mọi người một cách nhanh nhất nha. Áo đang mặc bao nhiêu? Nguyên một combo chỉ có giá 99.000 thôi ạ. Nguyên một combo em đang mặc chỉ có giá 99.000. Áp dụng khi các chị và các bạn mua 2
2 combo bất kỳ trong line. Mỗi combo sẽ có giá 99.000, một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Bộ chị đang mặc có giá 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ. Còn nếu một combo duy nhất trong line này thì sẽ có giá 129.000. Mọi người có hiểu rõ chưa ạ? Vậy body có không? Em không bận bài vậy body nha. Rồi chốt cho em bằng cách comment A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn nha. Đúng rồi, mọi người ơi, chốt cho Hân bằng cách bộ Hân đang mặc bằng cách là comment A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này siêu hot nha. Rồi, ok, chúc cho Mỹ Phương A1, ok Mỹ Phương comment địa chỉ giúp shop nha. Tuấn Vũ cho chị điện số điện thoại và địa chỉ nha. Số điện thoại và địa chỉ nha. Ship chỉ có giá là 30-35 cho các bạn ở tỉnh. Và nếu các chị và các bạn mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có giá là 20-25 ngàn tiền ship nha các chị và các bạn ơi. Chúc cho vợ Phương nha. Trung Hiếu Thảo cho em địa chỉ và số điện thoại mình mới có thể chốt hàng được nha. Các chị và các bạn ơi, mình không có màu khác đâu các chị các bạn. Nếu mà hài lòng với cái màu này thì mình chốt A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Doraemon Miu ơi, mua áo cũng có giá 99.000. Nếu bạn chốt thì comment áo kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi, có quần trong không? Có quần trong nha. Nhàn Thanh Thanh ơi, quần trong các chị và các bạn nha. Có quần đùi trong luôn nha. Rất là xinh các chị và bạn nha. Quần váy mọi người ơi. Đây này quần váy đấy các chị và bạn nha. Quần váy rất là đẹp nha. Rồi, cho số điện thoại địa chỉ. Sơn Ly ơi, cho địa chỉ nha. Sơn Ly cho mình địa chỉ. Rồi các chị các bạn ơi, chốt A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chốt A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Trung Hiếu Thảo cho mình địa chỉ cụ thể, vì sau livestream này em sẽ ẩn tất cả comment của các chị và các bạn luôn nha. Nên đừng lo. Đừng lo là địa chỉ của mình bị tiết lộ nha. Em sẽ ẩn tất cả comment nha. Cho địa chỉ thì rõ ràng là số nhà gì, tên đường gì, ở thành phố nào nha. Chứ đừng có ghi Đà Nẵng không thì sao không biết nha. Rồi A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp mọi người nha. A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Like sơ mi khác một xíu nữa. Một xíu nữa em sẽ qua combo khác nha. Các chị các bạn cứ hài lòng combo nào, mình nhớ cho em mã số kèm số điện thoại kèm địa chỉ là được ạ. Rồi A1 với số điện thoại và địa chỉ, các chị và các bạn nhanh tay chốt cho em nha. A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Mới lên hả chị? Đúng rồi Thu Hồ ơi, mình mới lên đã được 10 phút rồi nha. Các chị và các bạn nhanh tay chốt cho em bộ này. Em sẽ qua mẫu luôn các chị và các bạn nè. Bộ này rất xinh nè. Rồi em thấy Trung Hiếu Thảo mình đã có địa chỉ rồi. Khánh Vân cho em địa chỉ luôn nha Khánh Vân ơi. Rồi các chị các bạn ơi, cứ chốt hàng cho em địa chỉ số điện thoại kèm với mã hàng, em sẽ nhanh chốt hàng cho các chị nha. Quả bon bon, quả bơ, bây giờ mình qua chương trình mini game rồi các chị các bạn ơi, mình đã có kết quả rồi nha. Rồi Trân Bé cho em địa chỉ nha Trân Bé ơi. Rồi chị Sơn Ly, em thấy địa chỉ của chị rồi. Rồi bây giờ mình còn 30 giây nữa mọi người nha. 30 giây nữa để chuyển từ A1 qua A2 và các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. Tại vì hôm nay chỉ có mỗi Hân sâu mặt mẫu cho mọi người thôi. Nên là trong cái lúc mà Hân sâu đồ thì mình sẽ lên thêm các cái combo các cái áo khoác hoặc là các cái sản phẩm khác cho mọi người chọn nha. Tức là mình sẽ dơ thôi. Còn Hân sẽ tranh thủ đi thay mẫu cho mọi người nha. Hôm nay có mỗi Hân thôi nên là các chị các bạn thông cảm nha. Hàng sẽ lên cố gắng lên nhanh cho mọi người nha. Rồi A1 kèm xuống hoặc kèm địa chỉ sắp nha. Ok Trân Bé nha, comment địa chỉ sắp luôn nha. Rồi ok chị Thảo Ly nha. Chị Thảo Ly ơi cho em địa chỉ luôn nha. Các chị các bạn ơi, chốt hàng cho em A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Đầy đủ là em chốt nhanh lắm mọi người ơi. 50kg em bao vừa, dưới 55kg mình vừa nha các chị các bạn ơi. Lưng thun, cái này lưng thun rất thoải mái các chị và các bạn ơi. Áo này thì các chị các bạn ơi, bao vừa luôn rồi. Các chị các bạn, nguyên một combo này chỉ có giá 99.000, áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Còn một combo duy nhất sẽ có giá 129.000. Rồi các chị các bạn nào chốt, mình cứ chốt A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em. 10 giây nữa em sẽ qua mẫu rồi, và qua mẫu mình sẽ có giá khác nha các chị các bạn ơi. Sẽ còn giá 250.000 cho combo này nha. Đúng rồi, 99.000 áp dụng khi thời gian trong livestream này nha. Sau livestream vui lòng mua bộ này giúp shop với giá 250.000 nha. Chúc cho Quang Khổng A1 ok, Quang Khổng comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop nha mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, mình cứ comment A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ khi chốt bộ của em nha. Rồi Duyên Kim cho em địa chỉ luôn à. Duyên Kim mình cho em địa chỉ, cứ comment A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ em chốt rất nhanh nha. Còn nếu như mà không có mã, không có số điện thoại, không có địa chỉ thì mình không thể nào chốt các chị và các bạn nha. Rồi các chị các bạn ơi, mình nhanh tay chốt nha. Rồi Võ Trần Nguyễn cho em địa chỉ à. Võ Trần Nguyễn cho em địa chỉ luôn nha. Rồi các chị các bạn ơi, chốt A1 cứ comment A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu các chị các bạn ơi. Bao nhiêu ạ? Áp dụng khi mua một bộ sẽ là 129.000, mua hai bộ bất kỳ trở lên mình sẽ có giá là 99.000 mỗi bộ các chị ơi. Và các chị và các bạn, giá này chỉ áp dụng trong livestream mà. Có sai không ạ? Dưới 55kg mình bao vừa nha. Đúng rồi, sai các chị các bạn nha. Dưới 55kg thì bao vừa nha. Và trong thời gian mà Hân đi thay mẫu thì hôm nay thì có mỗi Hân với lại Trâm đang sâu hàng thôi.
nên là chờ mọi người đợi một tí thì Hân sẽ lên mẫu tiếp theo nha. Trong thời gian Hân đi thay mẫu thì mình sẽ sâu thêm các cái mẫu áo khoác mới về bên shop. Ai thích thì nhanh tay đặt liền nha, tại vì hôm bữa giờ có nhiều bạn yêu cầu là sâu áo khoác cho các bạn xem nhưng mà chưa có thời gian sâu nên hôm nay tranh thủ cái giờ các khoảng thời gian đi thay đồ mình sâu nha. Đó, đầu tiên shop sẽ lên các cái form áo gió, áo khoác dù như thế này nè. Cái này vải rất là dài nha, đây là mẫu khoác dù đầu tiên của shop nha. Đó, mọi người có thể ngắm nha. Đó, nó gồm phối hai phần, phần vàng ở trên, phần xanh ở dưới, nhìn ở cái phối như thế này rất là cá tính nha. Phía sau nó có hình in này là in chuyển nhiệt nên mọi người yên tâm nha, nó sẽ không bị bong tróc khi mình giặt nha. Đó, cái này sẽ được sale trong livestream này với giá 150.000 mọi người nha. Cái chương trình này nó sẽ khác chương trình 99.000 nha, nên mọi người lưu ý đây là shop bán riêng từng cả như thế này nha. Áo này được bán 150.000 nha. Bán áo em không, dạ chị và lão Hoàng không có bán áo mình đang mặc nha. Rồi cái mẫu này là 150.000 nha. Trong thời gian mà đợi Hân đi thay thì mình sẽ giới thiệu cái áo này ha. Thì mình sẽ lên một vài cái form áo khoác. Nếu mà mọi người thích thì có thể chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Những cái mẫu này mình có thể đặt trong inbox cho nó tiện nha. Rồi shop sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người luôn nha. Còn cái hàng 99.000 thì shop sẽ lên thật là nhanh. Rồi mọi người cứ chọn hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có 99.000 mọi người nha. Rồi tại vì sorry mọi người hôm nay hơi neo người nên là không có xong nhanh được. Rồi mẫu đầu tiên nha, áo khoác đầu tiên nha, mọi người thích ưng lên là chụp lại màn hình inbox cho shop liền nha. Đây mẫu đầu tiên nè, form thể thao nhìn rất là đẹp. Mẫu này sẽ được bán với giá 150.000. Nhớ là sau livestream inbox liền cho shop nha thì vẫn được giá 150.000 nha. Shop tiếp tục lên mẫu tiếp theo nha. Tiếp tục lên mẫu dù tiếp theo nha. Rồi các chị và các bạn ơi, mình tiếp tục với cái mẫu combo, tiếp tục combo 99.000 các chị và các bạn nha. Combo 99.000 nha. Như bộ em đang mặc đây các chị và các bạn ơi. Như bộ em đang mặc đây 99.000 thôi nha các chị và các bạn ơi. Và nguyên một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen ạ. Trắng sọc đen rất là xinh ạ. Đi kèm với đó một chân váy lưới nha các chị và các bạn. Chân váy lưới nha. Và có lớp quần bên trong nha các chị các bạn ơi. Có lớp quần bên trong. Nguyên một combo em đang mặc này mình có giá là 99.000. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong live nha. Cho em xem áo lúc nãy chị kia mặc già rồi. Áo em đang mặc lúc nãy đúng không ạ? Áo phải, em phải, mặc phải. Lúc nãy có giá. Áo của chị không có bán. Mọi người ơi, chị qua mẫu thì shop sẽ không có sâu lại nha. Tại vì qua mẫu shop chốt đủ số lượng thì shop sẽ qua mẫu và shop không có sâu lại. Nên là mọi người tranh thủ cái lúc mà mẫu đang sâu á thì mọi người tranh thủ đặt hàng luôn cho shop mọi người nha. Qua mẫu thì shop không có sâu lại nha. Tại vì hàng đủ số lượng rồi nha mọi người nha. Và bộ tiếp theo đây là mã A2 nha. A2 là sự kết hợp cùng một chiếc áo sơ mi vải thun co giãn mọi người nha. Cái đây là vải thun đẹp lắm. Vải này co giãn này phối hợp một chiếc chân váy mà nó có cái tầng len ren ren lứa lứa ở dưới nhìn nó rất là dễ thương luôn. Ai chưa có trong tủ đồ của mình cái phong cách như thế này thì nhanh tay sở hữu bộ này với giá 99.000. Áp dụng khi mình mua hai bộ bất kỳ trong line nha. 99.000 là giá của bộ sản phẩm này nha. Và hai bộ bất kỳ thì sẽ có giá 99.000. Và tranh thủ đặt cho shop mã là A2 mọi người nha. Quay lại sau lưng cho em xem được không ạ? Được nha mọi người ơi, rất là xinh các chị và các bạn nha. Combo này với sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi trắng tập đen và đi kèm với đó một chân váy lưới rất là đẹp các chị và các bạn nha. Phối lưới nha. Nguyên một combo em đang mặc đây mình sẽ có giá 250.000, nhưng bây giờ trong live chỉ với giá là 99.000 thôi các chị và các bạn nha. Và áp dụng giá 99.000 khi các chị các bạn chốt hai combo bất kỳ trong live, cần một combo duy nhất mình có giá là 129.000 nha các chị và các bạn nhớ nha. Cứ một combo duy nhất thì mình sẽ có giá 129.000, còn hai combo trở lên mình sẽ có giá 99.000 mỗi combo. Lấy A2 có được rồi, có địa chỉ rồi. Ok Võ Long nha, mình chúc A2 cho Võ Long nha. Comment A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em khi mua combo này ạ. A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Sao có mình chị vậy? Đúng rồi. Hôm nay bé bị bệnh đột xuất. Các chị kia bị đau bụng sốt. Có bệnh đột xuất nha các chị các bạn ơi. Sở đêm rồi, chúc cho sở đêm cho em địa chỉ nha. Sở đêm ơi, sao có mình có xét quần bò đùi không ạ? Mình không có quần bò đùi nha các chị các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi mình nhanh tay mình chốt cho em combo này bằng cách A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Combo này rất là xinh nha các chị các bạn ơi. Các chị các bạn mua combo này mình đảm bảo lời rất là lời luôn. Một chiếc áo trắng mình có thể kết hợp cùng một cái chân váy đen, hoặc kết hợp cùng một chiếc quần sọt cũng rất là xinh. Và hay kết hợp với chân váy dài cũng được ạ. Hay một cái chân váy đen mình có thể kết hợp với áo màu nữa nha. Có xét trễ vai không? Xét trễ vai một xíu nữa em sẽ lên sau nha. Đúng rồi. Xét trễ vai mình sẽ có sau nha. Nói chung là hàng sẽ được lên từ từ cho mọi người chọn nên mọi người yên tâm nha. Hàng sẽ được lên, hôm nay toàn là hàng mới về thôi. Và bạn nào chị, tại vì 3 ngày hôm nay thì shop không có livestream nên hôm nay quay lại với mọi người toàn là hàng mới thôi. Chị nào bạn nào chưa đặt thì nhanh tay đặt nha. Rồi em chốt cho chị Ngọc Anh Tạ cho em địa chỉ ạ. Chị Nabi Hoa Phạm cũng cho em địa chỉ nha. Các chị các bạn cứ chốt hàng thì mình cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha.
Chị Phạm Phương, em cho em cho em địa chỉ để mình chốt hàng nha các chị. Yếm bò em không có, nhiêu ký thì vừa chuối 55 kg, em bao vừa cho mình nha. Có lớp quần bên trong luôn các chị và các bạn nha. Có lớp quần bên trong nha. Có được đổi cái khác không ạ? Ngọc Anh Ti ơi, bên Ngọc Anh Tạ ơi, bên mình không có đổi hàng các chị và các bạn nha. Ngọc Anh Tạ cho đổi hàng. Mình rất là dễ nhầm đồ nếu các chị và các bạn cứ đổi hàng nha. Rồi các chị và các bạn ơi, cha Ngọc Anh Tạ ơi, cho em địa chỉ nha, em vừa mới nhận được hàng đẹp lắm ạ. Cảm ơn chị Lò Thị Hà nha, cảm ơn feedback của chị nha các chị các bạn ơi. Áo chị mặc bao nhiêu? Áo chị mặc vẫn có giá 99.000 nha, nhưng mà em mua combo thì em sẽ lời hơn nha. Đúng và rồi, combo áp dụng 99.000 khi mua hai combo bất kỳ trong line, còn nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 các chị và các bạn nha. Đúng rồi, đây là mã A2 nha. Rồi ok, cảm ơn Lò Thị Hà nha mọi người, có nhận được hàng mà cho shop feedback shop rất là cảm ơn nha. Dạ 50 kg vô tư vừa nha chị Thu Trang nha, hàng bên shop dưới 55 kg thì mình cứ vô tư đặt nha. Cái này là cái áo phong này nè, cái vải nó theo kiểu vải thun có co giãn, mọi người có thấy độ co giãn của nó nha. Cần cái chân vải này mặc rất là thoải mái, cái lưng của nó nè nó rất là thoải mái nha, cái vải này rất là đẹp, cái vải này vải rất là đẹp nha. Nó có phủ một lớp ren phía dưới nha, A2 nha. Năm Ngọc Anh Tạ mình có thể cho ở đây luôn cũng được nha, thoải mái không mình inbox nha. Rồi các chị và các bạn nha, comment A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Chị Ngọc Anh Tạ ơi, cho em địa chỉ ở đây luôn, tại vì em nhanh chốt hàng cho chị luôn nha. Bây giờ mình có một bạn ngồi chốt đơn cho mình luôn đó chị và các bạn ơi, nên mình cho địa chỉ thì em chốt rất nhanh. Sếp chị đang mặc bao nhiêu à? Sếp chị đang mặc có giá là 99.000, áp dụng khi mua hai set bất kỳ trong line, còn nếu một set duy nhất sẽ có giá 129.000 các chị và các bạn nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nguyễn Văn Anh ơi, nếu mà chốt combo này cầm đây cho chị A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi các chị các bạn cứ chốt A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Bây giờ em sẽ vào và thay bộ khác các chị và các bạn nha. Mình cứ nhanh tay mình chốt nha. Trong thời gian đó thì sắp sẽ sâu rất là nhiều mẫu mới về ở, đang có ở số 121 của anh chị nha, em cứ thay đi. Trong thời gian mà Hân vào thay mẫu á, thì sắp sẽ sâu các cái baby doll, tại vì ít khi nào mà chương trình livestream của shop có baby doll hết. Và các bạn yêu cầu rất là nhiều nên là trong thời gian này thì tại vì hôm nay tranh thủ có mỗi mình Hân sâu đồ mà mặc đồ thôi, nên là trong thời gian Hân sâu đồ á, sắp sẽ sâu ra các mẫu baby doll mới về cho mọi người chọn nha. Ok, Ngọc Anh Tạ sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Ok, phía sâu. Ok, phía sâu cho sắp địa chỉ luôn nha. Ok, phía sâu chốt cho phía sâu A2 nha. Rồi ok mọi người, A2 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để xác để chốt cái bộ gì rồi nha. Trong thời gian đó sắp sẽ sâu các cái form baby doll mới về cực kỳ đẹp bên shop nha. Baby doll thì mỗi cái đồng giá trong livestream sẽ bán với giá 250.000 nha. Và giá gốc của các baby doll này sẽ là 290.000 nha. Nhưng trong livestream sắp chỉ bán 250.000 để trả công cho mọi người ngồi xem nha. Rồi baby doll thứ nhất, mọi người thích là chụp lại màn hình nha. Baby doll này sắp sẽ chốt trong inbox nha, cho dễ nha. Ai thích baby doll, ai là tín đồ baby doll thì nhanh vào xem nha. Sắp sẽ sâu rất là nhiều cái form baby doll cho mọi người chọn nha. Đây cái thứ nhất nha. Mọi người nhớ chụp lại màn hình, ưng là chụp lại màn hình liền nha. Mỗi cái sẽ được bán trong livestream với giá 250.000 nha. Đây là form thứ nhất nha, baby doll thứ nhất này, đây là hàng Nhật nha. Hàng rất là đẹp, đây là hàng cao cấp mọi người nha. 250.000 nha. Rồi, sơ mi lớn không? Sắp chỉ có mẫu sơ mi lớn không? Sơ mi lớn là sơ mi gì em? Sơ mi vừa rồi thì mình có số ký 55 mặt vẫn được mà. Đây là mẫu thứ nhất nha, baby doll thứ nhất, mọi người nhớ chụp lại màn hình giúp shop nha. Rồi shop tiếp tục qua mẫu nha. Và mỗi cái baby doll sẽ được bán với giá 250.000 trong cái livestream này nha. Và nhớ là chụp lại màn hình, thì ai có xem livestream chụp lại màn hình thì shop mới bán 250 nha. Còn mình không xem live, mình vô mình bóc mình đặt á thì giá sẽ là 295.000 nha. Một cái baby doll ở giá tại shop là 290 hoặc 295.000 nha. Đó, đây là mẫu thứ hai, baby doll thứ hai nha. Baby doll rất là đẹp luôn, hàng đợt này về cực kỳ đẹp. Và hôm nay thì shop có cơ hội để sale cho mọi người nè. Là đa số là cái khách tại shop sẽ được mua những cái hàng này đó. Hôm nay sẽ sau livestream cho mọi người xem nha và chọn nha. Rồi đây là mẫu thứ ba nha. Sau mẫu thứ ba này chúng ta sẽ cùng trở lại chương trình 99.000 nha. Đó, hàng cực kỳ đặc lạ luôn. Đó, dùng sau form cho mọi người thấy nha. Rồi ai muốn đặt những chiếc baby doll này thì chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Hàng rất là đẹp luôn nha. Baby doll này shop là siêu lạ, tại vì hàng Nhật không mà mọi người, hàng cao cấp nha. Rồi được bán nếu mà người xem livestream chụp lại thì được bán với giá 250.000 nha. Rồi xong chưa? Bây giờ chúng ta chuẩn bị chuyển qua chương trình 99.000 tiếp theo, đó là mã A3 mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, đến với mã A3 nha. Các chị và các bạn, quần xanh chị mặc có màu khác không ạ? À? Quần xanh mình không bán với chị các bạn nha. Những cái đồ mà em đang mặc đây thì mình mới bán thôi nha. Rồi combo A3 như em đang mặc rất là xinh nè. Combo A3 bao gồm một chiếc áo trẻ vai màu hồng rất là xinh nè. Combo có chốt qua inbox không ạ? Combo chốt qua inbox là 250. Các chị các bạn ơi, combo chốt qua inbox sẽ là 250.000 nha. Các chị các bạn có chốt thì mình chốt trên live
A3 mình mới được giá ưu đãi các chị các bạn nhé. Đúng rồi. Rồi các chị các bạn nhớ mãi giúp em là mã này A3 là sự kết hợp của một cái áo sơ mi trễ vai đi kèm với một chân váy 3 tầng nha. Nguyên một combo này từ 250.000 bây giờ chỉ có giá là 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ trong line. Còn mua một combo duy nhất mình sẽ có giá là 129.000 các chị và các bạn nha. Một combo duy nhất 129.000, hai combo bất kỳ trở lên sẽ có giá 99.000 mỗi combo và áp dụng khi ở trong line thôi nha. Rồi, chốt combo này chốt cho em A3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Coi okay, đây sau lưng nha. Đây các chị và rồi, đây các chị và bạn nha. Ở trong thì em có mặc một cái áo 2 dây để mình đúng rồi. Để dễ thay đổi nhanh hơn thôi các chị các bạn nha. Đúng đây. Rồi. Ở trong là thường là sẽ như vậy các chị các bạn nha. Ở trong là không có mặc một cái áo 2 dây để mọi người dễ quay qua phía trước cho mọi người thấy. Để cho Hân thay đổi thật là nhanh tại vì hôm nay có mũi Hân thôi ấy. Đó, nên là mọi người mặc thì không có cái áo trong đó đâu nha. Cái áo trong là cái áo của Hân đang mặc ở trong nha. Rồi em chúc cho Nguyễn Cường A2 nha. Cầm mẹ A3 nha. Cho em địa chỉ và số điện thoại. Danh nhân. Ok, danh nhân Thạch Thảo Bình Thạnh. Danh nhân ơi, cho mình địa chỉ cụ thể nha. Ok nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay comment cho em biết nha. Rồi Cao Trung Hòa cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Cao Trung Hòa ơi, các chị các bạn ơi, cứ comment mã kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình cùng nhau. Chị ơi, cái shop live mà em đặt qua inbox thật tới shop mua có giá 129.000 không em nha ơi. À không em nha các chị các bạn ơi, nhớ giúp em là chỉ có trong chương trình livestream mình mới có giá vậy thôi các chị và các bạn ơi. Còn nếu như mà ngoài chương trình thì em không có bán giá này được các chị các bạn nha. Em trả công cho các chị các bạn mà coi livestream nha. Tại vì em biết là mình rất là bận rộn nên là mình phải coi livestream qua màn hình. Và các chị các bạn ơi, đây là mình tranh thủ em sẽ live để các chị và các bạn có thể thứ nhất là mua những cái món hàng đẹp, thứ hai là mình có thể tương tác với shop các chị các bạn nha. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt A3 cần số điện thoại kèm địa chỉ. Và cái giá 129.000 một combo chỉ có trong live hay 99.000 áp dụng khi mua 2 combo bất kỳ cũng chỉ có trong live thôi các chị các bạn nha. Đúng combo rồi. Này rất là xinh à. A3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và cứ liên tục như vậy, sau khi mà Hân xong cái A3 này, Hân đi thay đồ thì chăm lại tiếp tục sau các cái baby doll cho mọi người nha. Ai ưng cái baby doll nào chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Cứ ai mà xem livestream này chụp màn hình thì shop sẽ bán baby doll đó với giá 250.000 nha. Còn sau livestream thì mọi người hoặc là mọi người đến shop mua hoặc là mua inbox á thì cái baby doll sẽ có giá là 295.000 mọi người nha. Ok, A3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nhé. Em chốt cho chị lên Vesta nguyên một set sẽ có giá 129.000 khi mua một combo. Còn nếu mua hai combo bất kỳ trở lên sẽ có giá 99.000 mỗi combo các chị các bạn nha. Rồi em chốt cho Nguyễn Thị Minh Hoàng cho em địa chỉ à. Rồi các chị ơi, lên Vesta cho em địa chỉ luôn nha. Bây giờ em chuẩn bị qua mẫu rồi các chị ơi. Mình nhanh tay mình chốt A3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. A3 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. Nhanh tay mình chốt, mình sẽ còn hàng, còn chậm tay thì mình sẽ hết mất nha. Đúng rồi, ok bây giờ mình sẽ chuyển A3 nha, xong chưa mọi người ơi? Phải đặt trên line nhưng qua shop lại được không? Tại shop, Trần Thị Tiên nha. Trần Thị Tiên nha. Được nha. Tầm bao nhiêu cân mặc vừa à? 55kg trở xuống mình bao vừa các đồ của shop các chị các bạn nha. 55kg trở xuống nha. Shop ở đâu ạ? Shop ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi các chị và các bạn chốt thì mình nhanh tay chốt nha. Rồi bây giờ Hân sẽ qua mẫu A3 ngay bây giờ nha. Cứ qua mẫu thì mẫu đó sẽ trở về giá gốc nha. Shop bán cái giá 99.000 chỉ trong livestream nha. Các chị các bạn tranh thủ đặt trong lúc mà bé Hân đang sâu đồ nha. Bây giờ shop tiếp tục lên các cái form cực kỳ mới, cực kỳ đẹp, baby doll hàng Nhật nha, hàng cao cấp nha. Bán với giá 250.000 trong livestream. Giá gốc của mỗi cái sản phẩm này là 295.000 mọi người nha. Mua trong livestream hoặc là sorry là mình có xem livestream, mình chụp màn hình, mình inbox cho shop thì được giảm giá nha. Đó, giá gốc đến shop mua hoặc là mua trong inbox, mua bằng hình ảnh thì có giá là 295.000 nha. Toàn là hàng mới về thôi. Hàng này là thường ngày là chỉ có khách tại shop được mua, nhưng hôm nay á là shop sẽ ưu tiên cho các khách online là một bữa giờ hỏi baby doll với là áo khoác quá trời luôn. Hôm nay shop sẽ lên cho mọi người nha. Đó, form thứ nhất này, cái này là siêu đẹp luôn này. Cái này là cái form hot trend luôn, nó form thủy thủ mà cái form đầm trắng tinh khiết như thế này, tinh khôi như thế này nè. Form này cực kỳ đẹp nha. Đó, ai ưng là chụp lại màn hình liền rồi inbox cho shop, shop thì tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Đó, tại vì hôm nay có mỗi mình Hân sâu thôi nên là trong cái lúc mà Hân đi thay đồ thì shop sẽ cố gắng lên thật nhiều hàng mới, baby doll mới cho mọi người xem nha. Đây là cái phần thứ nhất nha, 250.000 được mua cho sẽ được bán cho chị nào, bạn nào mà có xem livestream này nha và chụp màn hình inbox cho shop nha.
À, đây là phần thứ nhất. À, bao nhiêu ký vừa Thanh Thủy ơi, dưới 55 kg là bộ nào cũng vừa nha. Rồi bộ này nhanh tay chụp màn hình nha, bộ này đẹp xuất sắc luôn. Cái baby doll này xuất sắc luôn. Mình đến với cái thứ hai nha. Đó mọi người cứ tranh thủ ưng cái nào là chụp lại màn hình inbox cho shop. Shop tư vấn kỹ hơn cho mọi người nha. Có ai mà có xem trong cái livestream này thì sẽ mua baby doll với giá 250 thôi nha. Rất là rẻ luôn. Baby doll này toàn là hàng Nhật cao cấp mọi người nha. Đây là hàng Nhật nha. Thường là mấy cái hàng này là shop hay trưng bày và bán tại cửa hàng ấy. Đó. Hoặc là sắp bạn đăng bằng hình ảnh chứ ít khi nào livestream lắm. Hôm nay là ngày gọi là ngày hiếm hoi mà sắp sau livestream cho mọi sau cái baby doll trên livestream nên mọi người ưng là xem liền nha. Đó. Đây là cái phần thứ hai nha, đẹp lắm mọi người ơi, hàng Nhật đẹp lắm. Từ cái chất vải đến cái kiểu dáng của nó nhìn rất là lạ nha, không có giống hàng, không có đụng hàng đâu, mấy cái hàng này không hợp. Đây là phần thứ hai nha. Mọi người ưng là chụp lại màn hình cho shop inbox liền nha. Đó. Ai mà có chụp màn hình á thì shop sẽ bán trong livestream này với giá được giảm 45.000 so với giá gốc nha. Ở shop mua với giá 295.000 nha. Ai còn không? Ngọc Anh Tạ ơi. Hai. Em ơi, lúc nãy em có đặt chưa ta? Lúc nãy em đặt là được rồi. Nếu mà lúc nãy em có đặt là được nha. Đây là mã thứ hai nha. Rồi các chị các bạn ơi, cùng đến với mã. Ok, chị sau thêm cái này nữa. Rồi đây là cái thứ ba nha mọi người, tranh thủ chụp màn hình liền giúp shop nha. Rồi shop chuẩn bị chuyển qua A4 đúng không? Đúng rồi. Rồi đây là cái này đẹp lắm. Cái này cũng đẹp hết. Nói chung hàng đợt này về tại cửa hàng là siêu đẹp luôn. Đó, mọi người nào ở ai ở gần thì có ghé thế hệ ghé 121 phải không chị, để được thử luôn mấy cái phong đồ xuất sắc như thế này, hàng Nhật nha mọi người nha. Rồi chụp lại màn hình cho shop nha. Ok, quá xuất sắc rồi. Bây giờ mình đến với A4. Các chị và các bạn ơi, A4 nguyên combo em đang mặc đây. Một combo duy nhất sẽ có giá 129.000, còn hai combo bất kỳ mình sẽ có giá 99.000 mỗi combo các chị các bạn nha. Dưới 55 kg mình sẽ vừa combo này, kết hợp của một chiếc áo trẻ vai xanh có in họa tiết là cây xương rồng, và kết hợp cùng đó một chân váy full có nịt, đây có nịt ở eo các chị các bạn nha. Cái này là lưng thun ở eo các chị và các bạn nha. Nguyên một combo này, nếu một combo duy nhất sẽ có giá 129.000, còn hai combo bất kỳ trở lên mình sẽ có giá 99.000 mỗi combo nha. Rồi các chị và các bạn chốt, mình cứ chốt cho em là mã A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em ship toàn quốc nên các chị các bạn đừng lo về cái vận chuyển các chị và các bạn nha. Rồi các chị bạn nào chốt A4 kèm thì comment A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Áo baby doll, chân váy baby doll, váy baby doll hồi nãy có giá là 250.000. Khi mua trong live mình còn mới có giá đó các chị và các bạn nha. Chân váy đang mặc có màu này dài hơn không ạ? Mình không có nha Phương Mai ơi. Hài lòng với sự kết hợp của shop thì mình nhanh tay comment A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Giang Yuri ơi, Giang Yuri 250.000 áp dụng khi mua trong live là đầm baby doll các chị và các bạn nha. Sản phẩm đầm baby doll sẽ có giá 250.000. Khi mua trong live chốt đầm baby doll thì nãy em có mã số rồi. Mình có chụp màn inbox cho shop các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nguyên combo em đang mặc đây sẽ có giá 129.000 khi mua một combo duy nhất. Hai combo trở lên sẽ có giá 99.000 áp dụng cho khách hàng nào mình mua trong livestream nha. Comment cho em mã A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. Rồi chúc cho chị Hồng Thuận nha. Chốt cho chị Hiệp Hội nha, Phạm Hiệp Hội cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Rồi chốt cho chị Hồng Thuận nha. Chị Hồng Thuận cho em địa chỉ và số điện thoại nha các chị và các bạn ơi. Cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Rồi các chị các bạn nào chốt thì mình tranh thủ chốt nha. Đúng rồi, thủ chốt nha các chị các bạn ơi. Ai muốn sở hữu A4 nữa thì nhanh tay comment cho shop nha. Ai muốn sở hữu A4 thì comment giúp shop là A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Và shop chuẩn bị chuyển qua A5 nha. Cố gắng hôm nay mọi người thông cảm giúp shop là tại vì có mỗi cái hơn mặc đồ mặc mẫu thôi, nên là sẽ lên từ từ để mọi người chọn. Nên là mọi người tranh thủ ưng cái mẫu nào là đặt liền mẫu đó nha. Rồi ví dụ mình có vào trễ thì sau livestream mình có thể xem lại các cái bộ đầu tiên rồi mình chụp lại mình inbox cho shop thì vẫn tính là 99.000 một bộ nha. Hai bộ bất kỳ được chọn trong livestream một bộ hoặc sau livestream một bộ vẫn được tính 99.000 một bộ nha. A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ shop một bộ nha. Sẽ có giá 129.000 các chị và các bạn nha. Cao Đình Phong em chốt cho Cao Đình Phong cho địa chỉ cho em địa chỉ nha. Nguyễn Ngọc cho em địa chỉ. Ok Nguyễn Ngọc nha. Trương Ngọc Anh Tạ em lấy thêm một A2 cho chị nha. Ok em nha. Ok chị nha, em sẽ nốt cho chị nha. Rồi các chị các bạn ơi, nhanh tay chốt A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt nha.
mua một bộ thôi thì mua một bộ là 129.000 nha Trinh Phạm nhá. Một bộ là 129.000, hai bộ bất kỳ trong livestream hoặc là sau livestream mình chọn thêm một bộ nữa, mỗi bộ sẽ được tính với giá 99.000 một bộ nhá. Mọi người có thể đọc caption hoặc là cái phần ghi ở dưới cái bình luận á, mọi người đọc là hiểu nhá. Đó, 99.000 một bộ khi mua hai bộ bất kỳ nhá. Rồi Trung Hiếu Thảo A4 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em à, Trung Hiếu Thảo mình có địa chỉ và số điện thoại đúng không ạ? Rồi các chị các bạn ơi, chốt rồi thì em nếu mà có địa chỉ và số điện thoại bên em rồi chỉ cần comment mã được rồi. Rồi các chị và các bạn ơi, bị qua mẫu rồi à? Các chị các bạn nhanh tay chốt hàng cho em nha. Tôi mua một bộ, ok Ngô Điện nha, cho em số điện thoại và địa chỉ giúp em nha. Ngô Điện à, dạ ok anh Ngô Điện hình như bữa là thấp quá đi. Anh Ngô Điện em chốt cho anh thêm 34 rồi nha, ok em chốt cho anh 34 nha. Bây giờ trong thời gian mà Hân đi thay mẫu, mình tiếp tục sau cái mẫu baby doll mới về tại shop nha. Cho mọi người ai gần shop thì có thể ghé để mà lựa luôn, còn không các chị các bạn nào ở... Sorry mọi người có cuộc gọi nên là nó bị gián đoạn á. Sorry mọi người. Mẫu như ký về ạ. Ngọc Anh Tạ, bé Hân là cao 1m55, nặng 45kg nha. Rồi trong thời gian mà đợi Hân đi thay mẫu á thì shop sẽ tiếp tục lên các cái mã hàng mới về tiếp theo cho mọi người có thể ghé shop hoặc là chụp lại màn hình inbox cho shop để shop tư vấn nha. Nếu mà chị nào bạn nào có xem livestream này chụp lại màn hình inbox cho shop thì sẽ được giảm 45.000 cho mỗi chiếc đầm nha. Rồi đây là chiếc đầm tiếp theo này. Cái mã này rất là đẹp luôn. Nói chung mặt hàng này hàng nhập xuất sắc luôn á. Đó. Ok Trinh Phạm nha, sắp thấy rồi nha. Ok, sắp chốt trên phạm A4 rồi nha. Ok, đây là tiếp theo mẫu baby doll này. Các mẫu baby doll mới về shop sẽ show cho mọi người nha. Chụp lại màn hình cho shop liền nha. Những cái form này nó không kén dáng nha, baby doll thì cứ dưới 60kg vô từ mặt nha. Không kén dáng, rất là thoải mái nha. Tiếp tục nè. Đồ hàng siêu đẹp luôn mọi người, hàng nhập siêu đẹp luôn. Đây, baby doll tiếp theo nè. Cái form này rất là dễ mặc nha. Đó. Shop là chuyên bán về các combo hoặc baby doll. Baby doll thì shop chuyên bán bằng hình ảnh hoặc là ở tại cửa hàng nha. Ở cái combo thì sắp chuyên bán ở trong livestream đó, nên là hôm nay sẽ ưu tiên cho các chị nào bạn nào ở xa chưa được nhìn thấy những cái mẫu mới về thì sắp sau luôn nha. Đó, chụp lại màn hình cho shop nha, inbox cho shop xong tư vấn kỹ. Mỗi cái chiếc đầm như thế này sẽ được bán giảm 45.000 so với giá tại cửa hàng nha. Đó, so với giá gốc nha. Đây là mẫu tiếp theo. Rồi bây giờ mình tiếp tục lên mẫu một cái yếm nha, một cái chân váy, một cái gì, một cái yếm quần rất là xinh nữa nè. Đó, hình không xuất sắc luôn mọi người, hàng mới về đẹp lắm. Đó, tranh thủ sao cho mọi người thấy. Ai gần shop thì ghé đến lựa nha. Còn ai mà ở xa xa thì mình có thể chụp lại màn hình inbox shop tư vấn kỹ cho mình nha. Đó, ai mà có xem live là shop sẽ được giảm giá liền. Đó, ok anh mua điện thấy địa chỉ đúng rồi nha. Chọn 2 bộ kia hả? Dạ đúng rồi, Nguyễn Phương Phương ơi. 99.000 là áp dụng khi mình mua 2 bộ bất kỳ trong live nha. 2 bộ bất kỳ trong livestream mỗi bộ sẽ có giá là 99.000 một bộ mọi người nha. Còn nếu mà kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi hoặc là mình cương quyết không chọn một bộ nữa, mình chỉ lấy đúng một bộ duy nhất thì bộ đó sẽ có giá là 129.000 mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người đã chờ địa chỉ nha. Bây giờ shop tiếp tục lên mã A5 và shop chỉ còn 2 mã cuối cùng trong livestream này thôi. Các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. Sửa cái váy lại đấy. Kéo lên cho nó hết đây. Mọi người đợi một tí nha, con sẽ lên cho mọi người nha. Rồi các chị các bạn ơi, mình tiếp tục lên với mã tiếp theo nha các chị các bạn ơi. Như em đang mặc đây, một chiếc áo sơ mi trắng. Đi kèm với đó là một cái chân váy nâu, kèm chân váy màu rêu rất là đẹp các chị và các bạn nha. Một chiếc áo baby doll trắng rất là xinh. Baby doll lúc nãy có giá 250.000 nha các chị các bạn và áp dụng khi mua trong live thôi ạ. Còn nếu giá gốc thì 295.000 nha. Chụp màn hình để inbox các chị và các bạn nha. Các chị các bạn ơi, mẫu nào cứ chụp màn hình để inbox nha. Rồi các chị và các bạn nha, hai bộ bất kỳ là mỗi bộ 99.000 nha các chị và các bạn ơi. Còn nếu một bộ duy nhất sẽ có giá 129.000 à. Các chị và các bạn ạ. Các chị và các bạn ơi, combo tiếp theo em sẽ lên đó là A5 rất là xinh, bao gồm một cái áo trắng côn rất là đẹp ạ. Và đi kèm với đó lệch vai nha các chị ơi, và đi kèm với đó là một cái chân váy rêu các chị và các bạn nha. Ok chị Bảo Phương nha, các chị và các bạn nha. Đây đằng sau luôn đây các chị các bạn ơi, trong lên trong lên. Rồi các chị và các bạn ơi, nếu mà các chị các bạn chốt combo em đang mặc thì mình nhanh tay comment cho em mã là A5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Một combo duy nhất
sẽ có giá là 129.000, còn hai combo bất kỳ mình sẽ có giá là 99.000 mỗi combo nha. Shop còn một mã duy nhất nữa thôi các chị các bạn nha, mình nhanh tay, mình tranh thủ mình đặt đi các chị các bạn ơi. Còn một mã cuối cùng để mình nhanh tay đặt các chị và các bạn nha. Săn combo săn liền cho mình, một combo 99.000 liền các chị và các bạn ơi. Rất là rẻ, ở đâu mà có giá rẻ như vậy các chị các bạn ơi. Nguyên combo em đang mặc kiện với giá 99.000, nhanh tay nha. Áp dụng khi mua hai combo bất kỳ, áo mỏng không bạn, không hề mỏng đâu các chị các bạn. Lớp mà. Áo này mình có hai lớp các chị và các bạn nha, không hề mỏng nha. Chốt combo này, chốt cho em mã là A5 kèm số điện thoại cho em địa chỉ. Ok, bảo Trần Nguyễn nha, cho em địa chỉ nha. Rồi bảo Trần Nguyễn có địa chỉ rồi. Mọi người đây là A5 nha, A5 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Và shop chỉ còn một combo cuối cùng trong chương trình này thôi. Đó, tại vì hôm nay có mỗi mình Hân thôi nên là shop không có sâu nhiều được. Mọi người tranh thủ đặt hàng nha. Chị nào bạn nào vào trễ thì mình cứ chọn, sau livestream mình có thể chọn thêm một bộ nữa nha. Vẫn được tính là 99.000 một bộ mọi người nha. Dạ ok, chị chọn phục Trần Phương ạ. Bỏ Phương. Hả? Bỏ Phương, chọn Phương. Bỏ Phương nha. Ok chị Võ Phương nha, cho em ok dùng đơn à. À chị Võ Phương. Cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Cho em địa chỉ và số điện thoại giúp em nha chị Võ Phương ơi. Cho em địa chỉ nha chị Võ Phương ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, chốt hàng tiếp tục, chốt cho em mã A5 kèm địa chỉ kèm số điện thoại nha các chị các bạn ơi. Ok mọi người chờ một tí nha. Shop sẽ tiếp tục lên mã hàng tiếp theo, đó là A6, và A6 cũng là mã cuối cùng của shop nha mọi người nha. Hôm nay thì có mỗi mình Hân sâu mặc đồ nên là hơi lâu một tí, mọi người thông cảm nha. Đó, và trong cái thời gian này thì bù lại thì shop sẽ sâu thật là nhiều hàng đẹp, hàng mới về tại cửa hàng nha. Đó, cho các bạn và các chị nào gần đây thì có thể ghé chọn nha. Còn các chị và các bạn nào mua baby doll bên shop nhưng mà lâu giờ là shop không có sâu baby doll trên livestream thì có thể xem chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Đó, các chị nào, các bạn nào mà đã xem livestream chụp màn hình inbox thì mỗi bộ, mỗi cái baby doll sẽ được giảm 45.000 so với giá gốc, so với giá tại cửa hàng nha mọi người nha. Rồi, đây là mẫu thứ nhất, đây là mẫu nè, mẫu làm mưa làm gió nè, đợt này mới về lại mọi người nha. Cái form thủy thủ nè, form thủy thủ làm mưa làm gió dữ lắm, baby doll mà thủy thủ ấy. Đấy, để sắp gài nút lại cho mọi người thấy kỹ cái form của nó nha. Đẹp lắm, hàng này siêu đẹp luôn. Rồi, đây, đây là form đầu tiên, mọi người thấy xinh không? Baby doll đợt này xuất sắc lắm nè, đẹp tuyệt vời. Và dưới baby doll thì mọi người cứ yên tâm là dưới 60kg, bao nhiêu ký mặc cũng vừa. Tại vì baby doll là cái form mà dễ mặc nhất trên cuộc đời này. Nguyễn Thị Phương Mai sắp không có bán rờ nha. Combo thì sắp bán nguyên combo chứ không bán rờ nha. Ok dạ ok chị Bảo Phương, em có địa chỉ. Ok em cảm ơn chị Bảo Phương nha. Cái này bị ẩn á nên mọi người lên hơn không thấy á. Rồi, đây là cái mã tiếp theo nha. Đây baby doll, ai thích là chụp lại màn hình cho shop liền và inbox cho shop liền nha. Đó, thích là chụp lại màn hình inbox cho shop liền nha. Mã này rất là xinh nè. Rồi, mình tiếp tục đến với cái baby doll tiếp theo nè. Cái này form lỏ đó nè. Đó, nó có bèn nhúng phía trước nè. Chung hàng baby doll đợt này về xuất sắc luôn. Mỗi cái baby doll sẽ bán giá là 250.000 nha. Chụp lại màn hình inbox cho shop nha. Giá gốc của mỗi chiếc baby doll là 295.000 nha. Khi mua tại cửa hàng hoặc khi mua bằng hình ảnh á thì mỗi cái baby doll sẽ bán với giá 295.000. Nhưng mà shop khi mà shop sau trong livestream như thế này, mọi người chụp lại màn hình inbox cho shop thì mỗi cái baby doll chỉ được bán với giá 250.000 nha, được giảm 45.000 so với giá gốc. Đó là cái công sức mà mọi người đã dành thời gian xem livestream nha. Đó, cái baby doll đợt này về xuất sắc lắm nên shop tranh thủ sao cho mọi người nha. Ai gần đây thì ghé lựa nha. Rồi tiếp tục nè, tiếp tục lên mã tiếp theo nè. Cái mã này có cái nón nữa xinh lắm. Hàng đợt này về đẹp lắm mọi người ơi. Đây tiếp tục nè, baby doll này xuất sắc luôn. Thích là chụp lại màn hình, cái này có cái nón mọi người nha. Thích là chụp lại màn hình liền nha. Nè, có cái nón luôn. Nón tay thỏ, tay mèo, tay gấu. Xinh ơi là xinh. Baby doll là không kén dáng nên dưới 60kg thì cứ mặc vô tư nha. Đó, rồi sắp mới trả lời rồi nha, Lê Diễm nha. Bao nhiêu về shop đó, baby doll sẽ bán trong livestream với giá 250.000 nha, được giảm 45.000 so với giá gốc khi mua tại cửa hàng hoặc bằng hình ảnh nha. Rồi các chị các bạn ơi, các chị các bạn tiếp tục với cái mã tiếp theo các chị các bạn nha. 8 giờ shop có ra lại không shop? Các chị các bạn ơi, 8 giờ hả? Xong livestream này shop sẽ báo không có? Có gì xong livestream này shop sẽ báo các chị các bạn nha. Sau được đó mọi người ơi. Mua hai cái combo không ạ? Lê Diễm ơi, giá trong live là giá đã ưu đãi lắm rồi các chị và các bạn nha. Mình không bốt được các chị và các bạn nha. Rồi combo tiếp theo, combo cuối cùng của live này các chị các bạn nha. Một sự kết hợp của một áo kịt vai màu cam rất xinh và đi kèm với đó một cái chân váy quần có nơ phía trước các chị và các bạn nha, và kèm ba nút ở trong có quần các chị và các bạn ơi. Nguyên một combo em đang mặc đây, mình sẽ có giá 99.000, áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trở lên. Còn một combo duy nhất sẽ có giá 129.000 các chị và các bạn nha.
cho em xem áo sơ mi màu cam hả? Là sao? Áo sơ mi em đang mặc đây các chị các bạn ơi. Màu cam đây các chị các bạn nha. Rồi các chị các bạn nào chốt thì chốt giúp em mã A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị các bạn ơi. Đúng rồi, vì đây là mã cuối cùng của livestream rồi. Và nhớ là ai chị nào vào trễ thì cứ chọn. Rồi sau livestream mình có thể xem lại cái like này. Rồi mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính giá mỗi bộ là 99.000 mọi người nha. Có cứ hai bộ bất kỳ mình chọn một bộ trong like, một bộ ngoài like vẫn được tính là 99.000 một bộ mọi người nha. Đây là mã cuối cùng của livestream này nha. A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Sau live thì để shop có kiểm tra hàng coi còn như thế nào thì shop sẽ thông báo cái thời gian live tiếp theo nha. Rồi em cảm ơn baby ạ. Baby giá rất là đầy đủ luôn. Em cảm ơn baby nha. Rồi các chị các bạn chốt hàng cứ chốt như baby nha các chị và các bạn ơi. A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em sẽ chốt cực kỳ nhanh cho mình luôn nha. Rồi các chị, rồi em chốt mã Nguyễn Văn Anh, mã A2 kèm số điện thoại. Ok, em cảm ơn chị Nguyễn Văn Anh nè. Rồi các chị các bạn ơi, các chị các bạn chốt cứ chốt đầy đủ cho em. Em chốt nhanh gọn lẹ cho mình luôn các chị và các bạn nha. Trần Thủy Tiên, em chốt cho Trần Thủy Tiên mã A6 nè. Em gần shop để em qua lấy. Ok em nha. Rồi chốt cho Lê Thị Thanh Thảo, em chốt A6 nè. Rất xinh, bộ này rất xinh nè. Và các chị và các bạn ơi, cái bộ này mình rất là tiện nè. Có một cái quần trong các chị và các bạn. Đây là quần váy đó các chị các bạn ơi. Quần váy rất là dễ mặc nha. Nguyên một combo này cực kỳ dễ mặc. Chốt cho em mà A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Hoàng nữ Ái Trinh. Ok em chốt cho Hoàng nữ Ái Trinh nhớ sau địa chỉ và số điện thoại nha. Nếu mà kết thúc live mọi người chỉ lấy có một bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Còn sau livestream mọi người chọn được hai bộ bất kỳ thì mỗi bộ sẽ có giá là 99.000. Nếu chị nào bạn nào mới đặt một bộ trong live, sau livestream có thể tắt và xem lại cái livestream này để chọn thêm một bộ nữa nha, để được tính là 99.000 một bộ mọi người nha. Còn nếu cương quyết lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Rồi A6, ai muốn lấy A6 nữa nhanh tay comment giúp shop nhé. Rồi các chị các bạn muốn lấy A6 cứ comment A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha các chị các bạn ơi. A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Thôi bây giờ ưu tiên cho mọi người thêm một bộ nữa nha, thêm một bộ A7 nữa đi nha. Ưu tiên cho mọi người để chọn, chị nào chưa chọn được bộ thứ hai thì chọn luôn nha. Cho mọi người thêm một bộ nữa nha. Rồi em chốt cho Hoàng nữ Ái Trinh luôn nha. Em chốt cho chị Hoàng nữ Ái Trinh cho em số điện thoại à. Bộ chị mặc là mã bao nhiêu A6 em nha. A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Giờ kể baby doll hồi nãy. Màu gì em ơi? Trần Thanh Vân ơi, nãy giờ mình vô rất nhiều baby doll nên là Trần Thanh Vân có thể miêu tả sơ cái baby doll mà bạn muốn vô được không ạ? Màu gì ạ? Live xong lấy thêm có thay đổi giá không ạ? Không anh Bảo ơi, nếu trong livestream đã chốt một combo rồi và sau livestream mình chốt thêm một combo nữa là hai combo thì shop sẽ không thay đổi giá nha. Shop sẽ lấy cho mọi người 99.000 mỗi combo. Vẫn áp dụng chương trình cho mọi người luôn nha. Còn nếu như mà sau combo mới chốt hai combo thì mình sẽ không có giá, không được giá ưu đãi đâu mọi người. Đúng nha. Rồi. Ok, xong chưa mọi người ơi? Thị thủ cho mình xem lại. Dạ ok Mai Trần nha. Em sẽ show lại trong thời gian mà bé Hưng đi thay đồ thì shop sau lại các cái baby doll mọi người yêu cầu nha. Shop sẽ ưu tiên lên cho mọi người thêm một mã nữa cho mọi người chọn nha. Chốt mã của em cũng bằng cách A6 và số điện thoại và địa chỉ nha. Em sẽ qua mã bây giờ nữa các chị bạn. Đúng rồi, A6 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu lấy cái bộ cam vừa rồi nha. Còn bây giờ là cái đầm baby doll này sẽ mua trong livestream sẽ có giá là 250.000 mọi người nha. Giá gốc tại cửa hàng cũng như là mua bằng hình ảnh sẽ là 295.000. Shop bán cho chị nào xem livestream chụp lại màn hình inbox cho shop với giá 250.000 nha. Cái này để chị Mai Trần nha. Form này rất là đẹp nha. Cái này là hàng Nhật nha. Những cái hàng tại shop đa số là hàng Nhật mọi người ơi. Hàng chị nào gần shop thì có thể ghé shop 121 Phan Văn Trị để lựa nha. Màu xanh á, tại mình vừa mới vào á. Trần Thanh Vân màu xanh á. Chị Trần Thanh Vân màu xanh là mã đầu tiên là mã A1 nha chị nha. Mã A1 để em coi còn bộ nào không. Chị Trần Thanh Vân còn muốn chốt thì comment cho em là A1 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi sau livestream thì em sẽ kiểm tra hàng, số lượng hàng, sau đó em inbox cho sau đó em sẽ gọi cho chị Trần Thanh Vân nha. Chị muốn lấy A1 thì chị comment giúp shop là A1 kèm số điện thoại là được nha. Sau livestream em sẽ gọi cho chị nha. Nếu mà còn hàng nha. Đây chị Mai Trần, chị coi ok chưa ạ? Đây em show cho chị Mai Trần xem nha. Và shop sẽ ưu tiên lên một mã nữa. Cứ quần ra đi bé. Cứ quần trong ra đi bé. Như cục là một cục. Lấy thủy thủ có màu hồng hay trắng không em lấy ạ? Thủy thủ hả? Áo thủy thủ có màu hồng hay trắng không em lấy ạ? Thủy thủ hả? Thủy thủ nó có màu trắng, có màu trắng, để sắp xong màu trắng cho tên Hàn Quốc nha. Nhớ là mua trong livestream, mua baby doll trong livestream thì sẽ được giá 250.000 nha. Còn sau còn nếu mình không có coi live thì mình sẽ mua với giá 295.000 cho shop nha. Ok Lê Thị Nhung, em cái này ok Lê Thị Nhung nha. Cái này có giá là 250.000 nha. Lê Thị Nhung comment xuống thoại địa chỉ giúp shop nha. Rồi cái này là đặc quyền còn cái duy nhất luôn á, tại vì hàng này về mới về mà khách tới shop quá ưng quá trời luôn.
Lê Thị Nhung chúc cho Lê Thị Nhung cái này rồi nha. Rồi comment số điện thoại địa chỉ giúp Sắp Lê Thị Nhung nha. Baby doll Sắp rất là ít khi sau trong livestream tại vì Sắp bán bằng hình ảnh với lại tại cửa hàng không à. Nên là hôm nay là ngày rất là đặc biệt mà Sắp sau livestream cho các khách hàng ở xa nên là chị nào ưng thì lấy liền nha. Mua trong livestream là được giảm tới 45.000 so với giá tại cửa hàng nha. Ok Lê Thị Nhung comment số điện thoại địa chỉ nha. Sắp sẽ sâu cái baby doll màu trắng cho mọi người xem nha. Giá là 250.000 nha mọi người nha. Đây là baby doll màu trắng này, tên Hàn Quốc rồi, mình cũng muốn lấy, mình ok nha. Em lấy thủy thủ màu trắng ok nha, cái này đẹp lắm em ơi, cái này chị bán tại shop tới 295.000 lận. Nói chung là mua cái này lời lắm, ok, tên Hàn Quốc comment địa chỉ giúp chị đi. Tên Hàn Quốc anh comment địa chỉ giúp chị nha, mua trong livestream siêu lời, cái này siêu đẹp luôn á bé ơi. Hàng này hàng Nhật mọi người nha, là mọi người nhìn tác mát nè, nhìn đẹp lắm. Hàng này hàng Nhật, rất là độc lạ, thường là những cái form mà hàng mà độc lạ như thế này nè. Mà bán 250 là rất là rẻ luôn. Mấy cái video này nè, nếu mà có mọi người có thể tìm đâu đó có thấy là người ta bán tới trên ít nhất cũng phải cỡ 300.000. Ok, tên Hàn Quốc chị thấy rồi, em comment địa chỉ cho chị luôn nha. Baby doll được bán trong livestream với giá 250.000 mọi người nhé. Baby doll bán trong livestream với giá 250.000. Còn đến sắp mua hoặc là mua sau livestream mua bằng hình ảnh thì giá là 295.000 mọi người nhé. Rồi tên Hàn Quốc chị chưa thấy địa chỉ nha, Lê Thị Nhung chị chưa thấy số điện thoại địa chỉ nha. Lê Thị Nhung chị chốt cho em một cái màu cam thủy thủ rồi. Còn tên Hàn Quốc chị chốt cho em cái trắng này rồi nha. Ok nha, xong chưa mọi người ơi. Bây giờ sắp sẽ chuyển qua combo 99.000 lại. Đó, cứ hai chương trình nó song song như thế này nha mọi người ơi. Một chương trình là baby doll với giá 250, một chương trình là combo 99.000. Bây giờ mình trở lại combo 99.000 nha. Rồi các chị và các bạn ơi, combo em đang mang đây cực kỳ xinh, bao gồm một chiếc áo trên vai các chị và các bạn nha. Ở giữa mình có bo chuông ở ngực nè, rất là tôn dáng luôn, và đi kèm với đó là một cái nhún ở eo các chị và các bạn nha. Và kết hợp với một chân váy quần, chân váy này mình có lót quần bên trong luôn các chị và các bạn nha, mặc siêu xinh luôn. Và có ba hộp nút, nguyên combo này em chỉ có giá 129.000 áp dụng khi mua một combo duy nhất, và có giá 99.000 mỗi combo khi mua hai combo trở lên các chị và các bạn nha. Chốt combo này chốt cho em bằng cách comment mã A7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn. Và combo này đã là combo cuối cùng của line này các chị và các bạn nha. Chị và bạn nào chốt thì mình nhanh tay chốt giúp em là A7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Đúng rồi, A7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Cái này là combo sâu thêm thôi tại vì sắp hết chương trình rồi. A7 nha mọi người nha. A còn chưa có chọn được combo thứ hai thì nhanh tay chọn cái shop A7 nha. Kết thúc livestream mà mình chọn mới có một bộ thôi, giá là 129.000 nha. Còn sau livestream mình chọn được hai bộ trở lên thì giá mỗi bộ sẽ là 99.000 nha. Đó, hôm nay chúng ta có hai chương trình mọi người phân định rõ ràng nha. Một chương trình là baby doll sẽ đồng giá 250, một chương trình là gì? Là cái combo gồm váy và áo như thế này sẽ được bán với giá 99.000 áp dụng khi mua hai bộ trở lên nha. Dạ ok, Duy Bùi A7. Ok, comment số điện thoại giúp Sắp nha. Duy Bùi cho mình điện thoại, số điện thoại và địa chỉ nha. Rồi Phạm Đào Hoàng Long cho mình địa chỉ các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho Sắp biết nha. Rồi Nguyễn Thanh Phong like hả? Rồi Nắng, ok bạn Nắng, chốt cho bạn Nắng cho mình địa chỉ luôn Nắng nha. Các chị và các bạn ơi, chốt hàng cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha các chị và các bạn ơi. A7 kèm địa chỉ kèm số điện thoại để chốt hàng cho em nha. Rồi các chị các bạn nhanh tay chốt cho em vì mã này đã là mã cuối cùng. Và các chị và các bạn lưu ý là chị nào bạn nào mới chốt được một combo thì nhanh tay mình chốt thêm một combo nữa để được giá 99.000 mỗi combo các chị và các bạn nha. Còn nếu mà chốt hai combo còn nếu mà chốt một combo duy nhất thì mình sẽ có giá 129.000 ạ. Rồi bây giờ em sắp kết thúc live rồi, các chị và các bạn cứ chốt mã A7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em nha. Em sẽ kết thúc live trong vòng 30 giây nữa thôi các chị và các bạn nha. Đúng rồi, A7 là mã cuối cùng của chương trình livestream này rồi. Và ai cũng muốn được sở hữu combo A7 này thì comment giúp sắp là A7 mọi người nha. Đó, hôm nay có hai chương trình song song luôn nha mọi người nha. Rồi ok, tên Hàn Quốc mình thấy địa chỉ của bạn rồi. Ok, cảm ơn các chị các bạn ơi, cứ cho em địa chỉ kèm số điện thoại kèm với mã hàng thì em sẽ chốt hàng rất nhanh chóng mà. Mẫu cao bao nhiêu? Em cao 1m55 thôi các chị các bạn ơi. Mũ chị đội bán không? Nguyễn Văn Anh ơi, mũ chị đội bán với giá 120.000 nha. Có 3 màu đỏ, xám và đen nha. Rồi A7 xinh quá, cảm ơn xói xám nha. Xói xám ơi, cho nếu mà chốt cho mình địa chỉ và số điện thoại nha xói xám. Thôi các chị và các bạn chốt hàng cứ comment A7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Ok, tên Hàn Quốc chị chốt cho em cái đầm thủy thủ này rồi. Tên Hàn Quốc ơi, chị chốt cho em cái này rồi nha. Chốt em cái này rồi, cái này mua lời lắm luôn, cái này chị bán tại cửa hàng 295.000 đó em. Rồi các chị các bạn cứ chốt hàng nha, nhanh tay chốt hàng A7 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho em. Mấy giờ live tiếp nữa ạ?
để chị thông báo sau livestream này, chị sẽ kiểm tra hàng rồi chị thông báo trên bay nha Nguyên Xuân nha. Nếu có like thì sẽ là 8:30 là lại nha mọi người nha. Để sắp sẽ thông báo trên bay cho mọi người nha. Để sắp kiểm tra hàng hóa lại đã. Bộ đang mặc giá bao nhiêu vậy sắp? Bộ đang mặc giá có giá là 99.000. Nhanh tay comment cho em biết nha. Chị qua màu mới đi ạ. Ok các chị, các bạn hữu nha. Mọi người ơi, bây giờ tạm thời sắp sẽ kết thúc cái live này tại đây nha. Tại vì sắp hết cái mã hàng để sau rồi nên là chờ sắp một tí, sắp soạn hàng để sắp live tiếp cho mọi người nha. Giờ là đã hết hàng để sau ấy nên là tạm thời sẽ bye mọi người một tí. Thì sắp sẽ cố gắng tổ chức thêm một live nữa vào lúc 8:30 nha. Đó, rồi bye bye mọi người nha. Mình hẹn gặp lại sau nha. Tạm biệt các chị và các bạn nha.